Mục tiêu của bài học hôm nay là các em sẽ nhận biết được số thập phân hữu hạn, điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. Các em hiểu được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Các em chuẩn bị máy tính bỏ túi. Bây giờ các em ổn định và trước khi học bài mới, cô kiểm tra bài cũ cho các em. Cho các phân số 3/20, 37/25, 5/12, các em hãy viết các phân số trên dưới dạng số thập phân. Phân tích mẫu các phân số trên ra thừa số nguyên tố. Kiến thức này các em đã được học ở lớp 6. Bây giờ phân số đầu tiên 3/20, các con chia ra được 0,15. 37/25, các con chia ra được 1,48. 5/12, các con chia ra được 0,416666, là chia tiếp nữa nhưng mà vẫn là 0,416666. Rồi còn qua câu B, các con phân tích ra thừa số nguyên tố. Số 20 tận cùng là 0 thì chia hết cho 2 và 5. Các con chia cho 2, sau đó được 10, 10 chia 2 được 5, 5 chia 5 được 1, 5 là số nguyên tố. Và 20 các con viết gọn lại được là bằng 2 mũ 2 nhân 5. Còn 25 là bằng 5 mũ 2. 12 bằng 2 mũ 2 nhân 3. Như vậy, nãy các bạn chia ra được những số thập phân vậy, thì những số đó có tên là gì? Các bạn qua học bài mới cho cô. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Tiếp 13. Rồi qua một phần một nhỏ. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Ví dụ 1. Viết các phân số 3/20, 37/25 dưới dạng số thập phân. Nãy các con đã viết 3/20, các con chia được 0,15. 37/25, các con chia được 1,48. Bây giờ ví dụ 2, viết phân số 5/12 dưới dạng số thập phân. Nãy 5/12, các con chia được 0,416666, dài lắm. Và cô sẽ hướng dẫn các con là bằng 0,41 và số 6 dài đó thì cô sẽ mở ngoặc ra 6 và đóng ngoặc. Như vậy 5/12 sẽ bằng 0,41 mở ngoặc 6 đóng ngoặc. Vậy số 0,41 mở ngoặc 6 và đóng ngoặc là một số thập phân vô hạn tuần hoàn và có chu kỳ là 6. Số 6 lặp đi lặp lại nhiều lần nha. Như vậy cô nhắc lại, có chu kỳ là 6. Bây giờ viết các phân số 1/9, âm 17/11 dưới dạng số thập phân, chỉ ra chu kỳ của nó rồi viết gọn lại. 1/9, con chia được 0,11111. Vậy con sẽ viết gọn là 0, mở ngoặc 1. Như vậy số 0, mở ngoặc 1 đóng ngoặc là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1. Âm 17/11
bằng âm 0,5454, lặp lại nhiều lần, 54 sẽ bằng âm 0, mở ngoặc 54 đóng ngoặc. Như vậy số âm 0, mở ngoặc 54 đóng ngoặc là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 54. Chú ý, các số thập phân như 0,15, 1,47 nêu ở ví dụ 1 còn được gọi là số thập phân hữu hạn. Bây giờ các em rút ra nhận xét cho cô. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Chú ý cho cô, mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu số có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Bây giờ các em coi ví dụ. Ví dụ phân số âm 6/75 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn vì âm 6/75, cô rút gọn cả tử và mẫu cho 3 thì ta được bằng âm 2/25, làm một phân số tối giản mà mẫu 25, cô phân tích ra thừa số nguyên tố được 5 mũ 2, không có ước nguyên tố khác 2 và 5. Ta có âm 6/75 bằng âm 2/25 và các bạn chia ra bằng âm 0,08. Như vậy nó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn âm 6/75 bằng âm 0,08. Ví dụ khác, phân số 7/30 viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vì sao? Ta có phân số 7/30 là phân số tối giản mà cái mẫu 30 phân tích ra thừa số nguyên tố bằng 2 × 3 × 5, nó có ước nguyên tố 2 và 5. Ta có 7/30 bằng 0,23333, rồi các con sẽ viết gọn lại là 0,2 mở ngoặc 3. Các con làm chấm hỏi cho cô. Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số đó. Lưu ý cho cô. 1/4, âm 5/6, 13/50, âm 17/125, 11/45, 7/14. Lưu ý cho cô là các phân số tối giản. Lưu ý, các phân số được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn là 1/4, 13/50, âm 17/125, 7/14, vì con rút gọn là bằng 1/2. Rồi các phân số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là âm 5/6, 11/45, 1/4 của các phân số. Đây, 1/4 các con
chia ra được 0,25. 13/50 có con chia được 0,26. -17/125 bằng -0,136. 7/14 rút gọn là 1/2 và bằng 0,5. -5/6 bằng -0,8 mở ngoặc 3 đóng ngoặc. 11/45 có con chia được 0,2 mở ngoặc 4 đóng ngoặc. Như vậy, lưu ý cho cô, mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là một số hữu tỉ. Ví dụ 0, mở ngoặc 4 đóng ngoặc bằng 0, mở ngoặc 1 đóng ngoặc nhân với 4 sẽ bằng 1/9 nhân với 4 và bằng 4/9. Như vậy, mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ. Rồi các bạn lật sách giáo khoa làm cho cô bài 67 trang 34. Điền vào chỗ trống cho A bằng, hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số như vậy? Rồi các em suy nghĩ. Bây giờ có thể điền được 3 số. Bây giờ số thứ nhất. Cho A bằng 3/2 nhân với, ta điền số 2, sẽ bằng 3/4. A 3/2 nhân 3, ta điền số 3, được 1/2. A 3/2 nhân ô vuông, ta điền số 5, ta được 3/10. Như vậy, nhận biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Trước hết các con phải viết phân số đó dưới dạng phân số tối giản với mẫu dương. Sau đó phân tích mẫu dương đó ra thừa số nguyên tố. Nếu mẫu này không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hướng dẫn về nhà, các em nhớ nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân. Bài về nhà 65, 66, 68, 69, 70, 71, sách giáo khoa trang 34, 35. Bây giờ cô hướng dẫn sơ qua bài 70 cho các bạn. Đề bài: viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số tối giản. Câu A: 0,32. Rồi các con viết được là 0,32 bằng 32/10 mũ 2 bằng 32/100
và các con rút gọn được 8/25. Như vậy, có tử là số nguyên tạo bởi phần nguyên và phần thập phân của số đó. Mẫu là một lũy thừa của 10 với số mũ bằng chữ số thập phân của phân số đã cho. Rồi chúc các con mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.